Hôm 26 tháng 1, Hiền Thục khiến phải lo lắng khi đăng tải bức ảnh bàn nút ôm chó cưng tại nhà riêng, nữ ca sĩ được nhận xét gầy gò thiếu sức sống. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Trong một số bức ảnh khác được đăng tải cùng ngày, cô trông dạng dỡ và tươi trẻ hơn. Hiền Thục thường duy trì cân nặng từ 41 đến 43 kg, cô vẫn tự tin diện áo để lộ vòng một khiêm tốn của mình. Mức cân này khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của hiền thục song nữ ca sĩ khẳng định hoàn toàn khỏe mạnh. Cô thấy cơ thể nhẹ bẫng, thoải mái khi body mảnh mai, không chút mỡ thừa. Để giữ dáng, hiền thục ăn chay trường gián đoạn, cô hạn chế tối đa các loại thực phẩm dầu mỡ, đồ ngọt. Mỗi ngày cô uống khoảng 1,5 lít nước và tích cực chơi thể thao giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Ở tuổi 39, Hiền Thục được khen sở hữu nước da trắng căng bóng, mịn màng như thiếu nữ 18, chia sẻ bí quyết của mình, bà mẹ một con cho biết cô duy trì thói quen uống 500ml nước ấm trước khi tắm, cô sử dụng dầu tắm của trẻ em, kết hợp sử dụng thêm muối hồng Himalaya trong lúc tắm để tẩy bỏ da chết, mát xa cơ thể sau khi tắm gội, cô dùng toner chứa tinh chất hoa cúc để cân bằng pH độ ẩm cho da mặt cổ, cô chăm chút kỹ lưỡng vùng da quanh mắt với dầu dưỡng để hạn chế quầng thâm, nếp nhăn, cô cũng thoa son dưỡng ẩm cho môi sau khi tắm để bổ sung độ ẩm giúp môi mềm mượt căng mọng. Mái tóc dài xuân mượt, chắc khỏe của Hiền Thục cũng là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Hiền Thục tiết lộ nhiều năm nay cô hạn chế nhuộm màu, tạo kiểu cầu kỳ, cô ưu tiên các loại dầu gội thảo dược, để mái tóc bớt phải tiếp xúc với hóa chất. Sau khi gội đầu xong, Hiền Thục chỉ sấy tóc khô khoảng 70%, sau đó thoa thêm dầu hạch nhân ở ngọn tóc để cung cấp dưỡng chất giúp tóc bóng mượt, hạn chế trẻ ngọn, sơ dối. Cherry Trần